các bạn nhân viên giấy này rất là chuyên nghiệp, rất là hiểu công việc của mình đang làm. Và thứ hai là tất cả các bạn đều có cái họ giúp kêu lên cả thôn làm ta vui ca sớm hôm, họ giúp kêu lên từ bờ ngoài kia tâm cá đang chờ, kia tâm cá đang chờ, họ giúp kêu lên cả thôn làm ta vui ca sớm hôm, họ giúp kêu lên ngoài kia tâm cá đang chờ, kia tâm cá đang chờ. Dỡ ta cho em chỉ một cái hả? Rất là hay và rất là đặc biệt. Khó khăn của em khi mà nhận cái vai diễn đến này, em nghĩ là cái phần khó là cái phần chuẩn bị cho vai diễn, tại vì là thời gian từ lúc casting cho đến lúc bấm máy không quá nhiều. Và em thì phải tập đàn, tập cả đàn organ lẫn guitar thì em biết một chút, còn đàn organ là phải học. Rồi còn cái thứ hai nữa là kiểu trong phim này là nhân vật này là ca sĩ, còn em thì không phải là ca sĩ và em cũng không có năng khiếu về hát. Thế nhưng mà lúc casting thì mọi người kiểu sau khi em nhận vai rồi thì mọi người cũng rất là động viên, kiểu bảo thôi em cứ hát đi, cả anh Thịnh và tất cả mọi người trong production cũng kiểu muốn nghe em hát để xem như nào. Thì khi mà em cất tiếng hát xong rồi ấy, thì tất cả mọi người kiểu lại rất là ngạc nhiên, kiểu nói là giọng hát của em rất giống với một ca sĩ nổi tiếng mọi người đều biết là trai em. Cho nên là về sau thì bên production đã hỗ trợ em rất nhiều để kiểu hoàn thành tốt vai diễn này. Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Minh Huy là rất dễ thương ạ. Dạ, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nhá với vệ sinh, đúng không? Quang Huy đang muốn hỏi rằng là cái cảnh đó thì hai bạn diễn như thế nào, ra làm sao, với cảm xúc của bạn với Miu Lê như thế nào? Tại vì hôm nay tiếc lắm là không có Miu Lê để nghe cảm xúc của Miu Lê. Và bây giờ Huy My đại diện, Huy My chia sẻ đi. Trong cái cảnh quay đấy, thực ra đấy là một cái cảnh quay mà nó là một cái tư thế khá là khó coi của mình, theo mình áo thôi, và khi mà quay ấy, thì mình cũng đi quần nhỏ ép vào như này, nhìn ngồi như này, thì khi mà nhìn thấy Miu Lê ở trên nhìn xuống thì cả hai cái nhìn nhau trong cái tư thế đấy phải tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy nhau như thế, nhưng thực ra là rất là buồn cười, rất là khó diễn, và lúc đầu làm rất là nhiều lần cũng chưa được và cười cũng rất là nhiều. Thế lúc anh Thích dọa mình bắt mình phải cười chuồng ra thật thì lúc đấy mình mới kiểu cảm thấy sợ và đáng kiểu hoàn thành xong cảnh quay này. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Huy My ạ. Một cảnh quay mà Huy My chia sẻ là khó với bạn đúng không, và rất là mắc cỡ đúng không ạ? Dạ, đồng ý. Có hỏi em là làm việc với các bạn trong đoàn phim thì cảm giác như thế nào? Như anh Thịnh nói thì các bạn rất là nhiều năng lượng, rất là ồn ào, nhưng mà em không gặp quá nhiều khó khăn, tại vì thực ra thì em nay 26 rồi, nhưng mà thực ra trong đầu em thì em vẫn nghĩ em là diễn viên nhí. Em không gặp những khó khăn khi làm việc các bạn rất là vui, và mình còn học được nhiều cái tự nhiên của các bạn nữa. Là em nói chung đầu têu chơi trò chơi, nói chung cũng bị mắng như là các bạn này, em cũng bị mắng về cái sự tập trung đôi khi như các bạn này. Còn ý thứ hai chị hỏi em lúc nãy là Miu Lê. Miu Lê thì thực ra đây không phải lần đầu tiên em làm việc với Miu Lê, là lần thứ hai. Nhưng mà ở lần trước thì kiểu khi mà mới gặp nhau ấy, thì cảm nhận của em Miu Lê rất khác. Chị rất là người lớn hơn mình. Nhưng mà đến bây giờ tiếp xúc hàng ngày một thời gian dài, em biết tính cách thật sự của Miu Lê là như nào. Nếu hôm nay không có Miu Lê ở đây thì em sẽ không kiểu chia sẻ được quá nhiều. Nhưng Miu Lê là người khá là nghịch và cũng rất là mạnh mẽ, kiểu không phải mạnh mẽ mà mạnh khỏe luôn đấy, kiểu khỏe hơn em ấy. Có những cái cảnh em phải lưu lên nên là thực sự em không làm. Xin cảm ơn Khánh nhiều. Trả lời cái phần nhỏ là phần các bạn diễn viên nhí. Tôi thật là mình không hề biết các bạn diễn viên nhí này trước khi gặp ca sĩ mình luôn.
không ai biết. Tất nhiên là mình có ngoài và MV á, thì đóng hai Phượng thì mình có biết, còn lại mình không biết hết. Nhưng mà trong các buổi casting mình không quan tâm tới việc diễn viên có tham gia đời sống phim ảnh nhiều hay không, mà mình casting mình chủ yếu là mình cast xem là họ có bao nhiêu phần trăm cái nhân vật mà mình mong muốn nhiều. Và nhiều khi các bạn diễn viên casting mà các bạn quá lanh, quá diễn quá rồ, nhiều khi lại là một bất lợi. Nhiều khi mình lại cần một cái gì đó nó trong và nó thật hơn. Do đó chỉ cần một khoảnh khắc mà mình thấy được cái ánh mắt hoặc là một cái cử chỉ gì đó của mấy bé mà nó cho mình biết đây là nhân vật của mình là mình chọn. Chứ không phải là mình chọn vì các bạn diễn hay. Nhưng tại vì casting thì thường thường người ta, nếu mà không biết mấy đạo diễn khác sao, thì không có cast về kỹ thuật diễn xuất, mà mình xem là cái thần thái của diễn viên đó có bao nhiêu phần trăm tương đồng với lại nhân vật mà mình mong muốn. Còn về kỹ thuật diễn xuất thì thật sự mới nói là nếu mà mình, mọi người đi casting mà cứ tập trung vào kỹ thuật diễn xuất, tôi nghĩ là sẽ bị out nhiều hơn, mà cứ để tự nhiên do cái bản ngã của mình thôi. Còn về cái dự án phim lần này mà nói là mình không có chú trọng nhiều về bán vé hay ngôi sao, thật sự mà nói thì đây là cái chủ đích của Thịnh từ đây về sau, cả về sau luôn, là điện ảnh Việt Nam đang cần rất nhiều gương mặt mới, không thể nào cứ quanh quẩn một vài gương mặt khác được, vì bắt buộc phải là như vậy. Và đây có một phim nhân vật chính này, ông thầy giáo này, nó cần một cái gương mặt mới thật sự năng lượng, cho nên mình nhìn thấy Hi Ma ở cái yêu cầu đó cho mình chọn Hi Ma. Và thật sự nói bây giờ ai nói là một bộ phim có ngôi sao thì sẽ đảm bảo được phòng vé thì cái đó nó cũng không chắc nữa. Nếu mà 2 năm trước thì có thể điều đó là chắc chắn, nhưng mà bây giờ thì nó có một, theo mình nghĩ rằng nó có một sự thay đổi lớn á, tức là cái bộ phim của mình á, nó phải thực sự là một ngôi sao thì mới may ra là chúng ta sẽ chiến thắng doanh thu phòng vé. Tôi nghĩ không có một cái tên tuổi duy nhất nào có thể đảm bảo cái điều đó. Nếu như chất lượng bộ phim không tốt, tôi nghĩ khán giả sẽ quay lưng. Thì đó, toàn bộ cái tâm lực của Thịnh bây giờ cho mình nằm ở chất lượng bộ phim nhiều hơn. Tất nhiên mình cũng có lo lắng từng phần nhiều về doanh thu này đó, nhưng mà mình tin rằng khán giả khi xem bộ phim này ra sẽ rất là hài lòng và sẽ rủ rê nhau đi coi. Mình tin chắc là như vậy. Là em nghĩ không biết là có cách nào giải tỏa để dâu nó sẽ tốt mình. Và khi em bước vào casting là em nhìn giống như là mọi người nhìn em ở trên này. Đấy, em không biết đấy có phải là lý do, em cũng không nghĩ đấy là lý do duy nhất để em được casting cái vai này. Đấy là lý do. Có một cái điều nữa là anh chàng này, nhân vật anh chàng này là mới ngồi sau, nhưng mà anh ta vẫn phải đang dạy học ở một cái trường cấp 1, cho nên cái tạo hình của ảnh á, nó phải ở một cái chừng mực nhí nhố gì đó, nó cũng phải chừng mực. Tức là showbiz, cái chất showbiz của ảnh ở trong cái trường học đó cũng được chừng mực, thì đâu được tự do thoải mái. Ví dụ thầy giáo dạy mầm non và lại cấp 1 đi, và nêu bông tai là cũng đâu có được, hoặc là còn nhuộm tóc rồi gì đó nó cũng không được. Cho nên là ảnh showbiz ở trong ở mức độ vừa phải thôi, còn cái độ mà để râu hay gì đó kia là nó làm cho cái nhân vật He-Man này khó. Nó lúc mà lên đảo bị hành đó, nó sẽ thuận lợi nhiều hơn, chứ He-Man mà không có đâu á, cái mặt rất là con nít luôn á, nên nhìn kiểu như trẻ con vậy. Với lại hồi nãy mình có một câu hỏi, đó là bài hát bài ca tôm cá. Dạ, dạ. Bây giờ anh Thịnh trả lời luôn đi, xong rồi mình sẽ mời mấy bạn nhỏ nha. Cương chi cho. Còn về PA, cái bài hát, bài ca thực ra trong bộ phim này nó có 3 cái ca khúc đều rất là hay, đều của anh Nguyễn Hải Phong hết. Một bài là bài ca tôm cá, thứ hai là bài mẹ, còn bài mà sung sung tươi trẻ lại là hơi đau mà lo, thì cả 3 bài này đều hay. Nhưng mà đúng là cái bài ca tôm cá vì được đầu tư về trong cái nội dung bộ phim á, cho nên nó nghe nó bắt tai và hoành tráng chắc chắn, thì chắc team marketing sẽ có phương án để sử dụng cái MV này để PA, để cho tiếp cận khán giả một cách tốt hơn. Mình cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ trả lời nè, ta hỏi con nè, con thích gì trong bộ phim này? Ai hề trong phim này? Hỏi thì con thích tấm quỷ. Ở trong phim dịch là con thích thầy. À, con thích thầy. Rồi, cảm ơn Nguyên Chi.